cách lâu hay mới sang, thỉnh thoảng chúng ta có thể nghe thấy hay đọc được một số từ viết tắt mà mình không hiểu hoặc không chắc chắn. Do đó, hôm nay chúng ta cùng ôn lại các từ viết tắt phổ biến bằng tiếng sách nào. Chủ đề hôm nay là BTS, nhà ở, căn hộ. Đa phần người dân sống trong các tòa nhà chung cư mà căn hộ đó lại được người Việt mình gọi một cách rất sexy, đó là bit. Khi đi thuê nhà hay miêu tả về nơi ở của mình, chúng ta cần biết các từ như sau: ca cả, cú khinh ski câu tạch, cú khinh ski câu tạch, nơi nấu ăn hoặc có thể gọi là gian bếp nhỏ trong phòng. Nếu chúng ta có một cộng kaka nhiệt ná plus cả cá thì chúng ta có thể hiểu là phòng cộng nơi nấu ăn. Còn nếu chúng ta có 1 cộng 1 thì là phòng cộng phòng bếp riêng. Ví dụ, deva plus cà cá, 2 cộng cà cá, căn hộ có 2 phòng và bếp nằm trong phòng khách. Khác với deva plus yết ná, căn hộ có 2 phòng và bếp là một phòng riêng. Và tiếp theo, první patro, první patro, tầng 1. Khi ở xét nói đến tầng 1, ta có thể hiểu là tầng 2 ở Việt Nam, bởi vì tầng trệt ta sẽ gọi là přízemí, přízemí. Còn số nhà thì sao? Číslo dvě, číslo dvě, căn nhà số 2. Hay nhiều hơn, číslo tři, číslo čtyři, číslo pět a tak dále. Tiếp theo, chúng ta có các đơn vị đo lường thường được dùng trong nhà là metr, metro, metr, metru, met, metr, čtverečný, metru, čtverečných, metr čtvereční, metru čtverečních, met vuông. Và chúng ta phải biết cách đọc giấy thu tiền nước đúng không? Metr, krychlovy, metru, krychlovy, metr, krychlovy, metru krychlových, met khối. Litr, litru, litr, litru, lit. Tiếp theo đây, chúng ta cùng xem lại một số từ viết tắt rất quen thuộc liên quan đến số lượng. Množství, množství. Kus, kusu, kus, kusu, số lượng bao nhiêu cái. Procent, procent, phần trăm. Korun, korun hoặc koruna česká, koruna česká, đơn vị tiền tệ của Séc. Třikrát, třikrát, ba lần, hay nhiều hơn, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát a tak dále. A tak dále có nghĩa là vân vân. Các cách viết tắt mà chúng ta ôn lại trong video ngày hôm nay thường được cho vào bài thi tiếng Séc khi đi làm giấy tờ. Các bạn phải biết cách đọc, cách viết khi họ kiểm tra. Không biết nhiều nhưng biết ít mà đúng thì có thể giúp các bạn rất nhiều. Cuối cùng là một bài tập nho nhỏ, các bạn hãy viết dưới bình luận bằng tiếng Séc về loại căn hộ của mình nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tuần sau.